Tuyệt tình ca Lê Lâm Hồ. Má, má, con về rồi bác hả Lâm Hồ? Dạ. Má đi đâu vậy má? Má muốn lấy cái gì để con lấy cho má? Má lao tấm hình. Hình hả? Hình cũ xì. Má lao hoài nó cũng cũ mà má ơi. Thôi má, má nằm nghỉ đi má. Có bình dưỡng khí nè, má hít đi cho khỏe. Má đã khỏe rồi. À, con có đi kiếm con Trường An không? Mà sao không thấy nó về vậy con? Hả? Con gặp nó không? Dạ, con có lại đàn Hãng á. Thì nghe Hãng nói chỉ có việc gì cần gấp lắm, cho nên chị mới theo bà chủ Hãng ra ngoài nhà đàn. Chỉ khỏi tốn hao tiền bạc, chi phí đều có bà chủ lo. Từ tiền ăn, tiền lắc giặt lăn, tiền phòng, tiền lương còn được lãnh gấp đôi. Đến khi xong xuôi mọi việc còn được thương thêm tiền, nên chị mới vội vàng ra đi. Má còn đau, má đừng nên nóng giận. Bây giờ đồ mai sẵn thiếu chi, ra ngoài chỉ mua chỉ mặc lơ gì, hoặc là bà chủ bà mua cho. Vậy cũng được. À Hồ à, con nói thiệt má nghe coi, cái bình dưỡng khí đó con mua với cái giá là bao nhiêu tiền vậy con? Dạ, con nài lại của người ta với cái giá là 3.000 đồng đó má. Tới 3.000 đồng tiền ở đâu con có? Dạ, tiền con dành dụm để đóng học phí tháng này và lệ phí đi thi, và tiền vốn bán bánh mì đó má. Ma, con biết là nói với ma thì ma sẽ ngăn không cho con mua bình dưỡng khí. Ma sẽ bắt buộc con đóng tiền trường và lễ phí đợi ngày thi. Nhưng ma nếu không thi được niên khóa này thì con sẽ đợi chờ kỳ thi năm tới. Nếu thiếu tiền trường mà học hành chán giờ năm nay thì con còn có đủ thời gian để học hỏi cả mấy chục năm sau. Chứ một mai mà má chết đi rồi thì trọn đời con hối hận. Gọi khắp trần gian cũng không sao tìm kiếm cho con một người mẹ nhân từ. Một người mẹ đã khổ nhọc với con từ thở còn xuân cho tới lúc bạc đồng. Từ thở má con mình còn ở làng ấp ngại, con đi chợ Trường An. Con nhớ lúc mới hồi cử người ta không cho má đi dạy học, nhà mình nghèo má phải đi bán chuối chưng. Nhiều bữa trời mưa ban nghe thấy tụi con ăn chuối thay cơm, má cắm
nhớ hồi đi thi lên trường mình, con mang cơ dài bả ta trắng, ma mang nuôi cuốn cùng lỗi bộ dắt con đi. Chứ anh đang khuya đêm gà gãi sáng, mẹ hiền luôn dằn vặt. Dí dầu cầu vàng đóng đinh, cầu tre lắc lẹo gập ghềnh có đi, có đi mẹ dắt con đi, con đi trường học mẹ đi trường đời. Ngày mã với con đứng chờ kết quả, vừa nghe ba tiếng lê lóng hồ, má leo lên con tôi thi đậu rồi. Chạy là ôm con mà ôm mà khóc, sự mừng vui trong một chốc nghẹn ngào, môi rung rung má bảo nếu có ba con thì con sẽ được nhiều phần thưởng. Mà má cũng được ba có khen tặng là đã khéo dạy con đến đỗ đạt trong lúc thiếu hụt tâm bề. Về nhà má lại khen nhà nội, sau này đến tuổi của chị em con sẽ được người đời kính nể. Nhưng mà chị hai của con chị đã chị đã sao cũng tức chị quá mà ghét chị rồi đó. Kìa lắm hồ con nói vậy sao cho phải, con phải thương chị của con nhân, con trường an ông thương con nhiều lắm, từ hồi nhỏ nó đã nhịn sữa cho con được nhiều con, mà không có sữa con phải uống sữa bò được con nhiều. Con kiếm sao?